Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là thân lốc điều hòa 17. Nhưng bản này là bản háng rộng nha anh em. Bản này là chúng ta sẽ sử dụng chính cho các dòng xe Mercedes, xe ben 4 chân đấy. Nó sử dụng rất là nhiều. Đây chính là cái thân lốc của nó anh em nhé. Đây là hàng liên doanh cao cấp này. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cái lốc được lắp ghép với nhau qua 4 phần thân, 2 phần thân giữa, phần đuôi, 1 phần đầu, xuyên qua thân bằng con ốc đục giác này. Anh em có thể nhìn nhé. Đây là hàng mới 100% anh em này. Đây là 5 con ốc đục giác để xuyên qua thân để chúng ta có thể bắt được. Và đây là 4 chân bắt vào lốc máy của nó. Nhưng mà cái đặc điểm khá là nổi bật của con này là cái háng, như anh em chúng ta hay gọi là cái háng của nó khá là rộng đấy. Tức là theo như em đo chân trên của nó là từ kịch đi, cái từ đầu ốc này sang đầu ốc kia nó sẽ rơi vào gần, tương đương gần 14 này. Chân trên, chân dưới như nhau. Đây chính là cái chân trên, chân dưới. Tức là 4 chân này là bằng nhau luôn đấy, 14, 14. Đây thì cái mặt bích này chúng ta về tháo 4 con ốc lục giác này ra. Chúng ta đưa cái mặt bích của xe vào là xong. Đó. Đây chính là cái cổ lốc này. Đây chính là cái để chúng ta gài này. Khi mà lấy về thì chúng ta sẽ đưa bộ đầu lốc vào. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái thân lốc điều hòa 17 háng rộng. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.